xin chào. Em xin chào tất cả mấy anh, mấy chị, cô dì, chú bác đã xem cái đoạn video clip này của em nha. Lời mở đầu thì em là cô chủ của tiệm vàng Kim Thành Thảo. Dạ, em xin kính chào quý khách ạ. Hôm nay em sẽ giới thiệu những dòng sản phẩm đẹp, độc và lạ để trao tay cho mấy anh, mấy chị ạ. Trước khi em giới thiệu những dòng sản phẩm này thì em có một vài lời tâm sự cùng đến mấy anh, mấy chị, cô dì, chú bác nha. Thì là em cũng mong rằng mấy anh, mấy chị, cô dì, chú bác thương yêu tiệm vàng của em thì là hãy nhấn like và chia sẻ giúp em, chia sẻ rộng rãi giúp em chỉ một lần trên trang Facebook cá nhân của mình. Là em ngàn lời cảm ơn, vạn lời cảm ơn đến mấy anh, mấy chị, cô dì, chú bác rất là nhiều. Bây giờ giống như là em làm lại từ đầu vậy đó mấy anh, mấy chị. Cái trang trước của em rất là mạnh luôn, và trang này thì chỉ có vài trăm khách là biết đến em, nhưng mà quý khách chưa có biết đến cái trang mới này nhiều, cho nên là em cũng mong rằng mấy anh, mấy chị thương tình em hãy chia sẻ rộng rãi giúp em nha. Em cảm ơn rất là nhiều ạ. Bây giờ em sẽ giới thiệu sản phẩm ha. Đôi bông em đang đeo đây, đôi bông em đang đeo nó cắt tông nha mấy anh, mấy chị. Lấy ý tưởng của vàng Italia đó, vàng Ý mà người ta hôm nay người ta đánh là vàng của công ty 610, thì đôi bông này là tầm có khoảng là 1.3, 1.2, 1.3 nha mấy anh mấy chị. Đeo rất là đẹp luôn ha, buộc tóc lên đeo cũng đẹp mà thả tóc ra đeo cũng đẹp lắm mấy anh mấy chị. Cái sợi dây em đang đeo là full luôn đây, full tấm luôn, tất cả luôn, từ trên đỉnh và xuống dưới đỉnh luôn nha mấy anh mấy chị nha. Thì trọng lượng một sợi dây như thế này là tầm có khoảng là 3.5 lượng. Thì em có rất là nhiều kiểu, cái kiểu này rồi kiểu quan lập, rồi kiểu này là hình, cái này là hình zip zắc nha mấy anh mấy chị, cái này là hình zip zắc, còn hình quan lập rồi hình ô vuông lỏng nữa. Thì từ từ em sẽ giới thiệu hết tất cả ha. Cái dây em đang đeo này thì là nó chiều dài của nó là tầm có khoảng là 4 tấc 2, 4 tấc 3 và 4 tấc rưỡi. Em có đủ cỡ hết mấy anh mấy chị, muốn dài muốn ngắn gì là em đều làm được hết luôn nha. Không, xin lỗi, dài thì là không được nhưng mà ngắn thì em cắt được. xí nó lộn. Rồi cái dây này bây giờ em giới thiệu dây đi ha. Dây này thì là em về nè, có được là 2 dây nè. Dây này em đang đeo thì là 4 tấc 2, còn cái dây này là 5 tấc rưỡi ha, 5 tấc rưỡi nè, là tầm có khoảng cũng là 3.5 lượng ha mấy anh mấy chị nha. Đây, rất là đẹp, nó là tầm có khoảng 3.5 lượng luôn ha. Để em mướn lên đây. không hết rồi, đây để em đeo lên tay đi. Đây, tầm 3.5 lượng. Đây là dây này luôn ha. Rất là cưng luôn. Em sẽ giới thiệu dây trước rồi em sẽ giới thiệu là lắc sau nha. Đây là dây 3.5 lượng. Thì là em có là đủ cỡ luôn nha. Cái dây này thì là tầm cỡ khoảng là dây em này là 2.2 lượng. Dây thứ hai là 2.2 lượng nha mấy chị. Cũng là dài là 5.5 tấc luôn ha. Nó dài thì em cắt ngắn lên được, mà từ ngắn mà làm dài là em làm không được nha. Cho nên là em chọn mấy sợi dây nữa nó dài để dễ cắt ngắn lên cho mấy chị nha. Rồi cái dây này là 2.4 lượng, 2.5 lượng luôn. Đó, em về rất là nhiều luôn ha. Mỗi sản phẩm về em về là vài dây nha mấy chị. Hãy nhanh tay đến với tiệm vàng Kim Thành Thảo. Địa chỉ của em là ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cái này là dài 4 tấc ha. Cái sợi dây này em đang đeo nè là dài 4 tấc nha mấy anh mấy chị nha. Tay dây này dài 4 tấc. Để em nhín nó lên một chút xíu. Để em sẽ giới thiệu rất là nhiều sản phẩm cho mấy anh mấy chị chiêm ngưỡng nha. Rồi cái lắc này, cái dây này là tầm cỡ khoảng là 3.1, 3.2 là cái dây này em đang giới thiệu nè. Đó là 3.1, 3.2 nha. Rồi tiếp tục cái dây này nữa ha. Dây này là tầm có khoảng là 3.5 lượng ha, dài là 4 tấc rưỡi nha mấy anh mấy chị. Cái dây này là 4 tấc nè, dây này là 4 tấc rưỡi nha. Nặng tầm là có khoảng là 3.5 lượng nha mấy anh mấy chị, 3.5, 3.6. Rồi tiếp tục một cái sợi dây nữa nha. Tiếp tục một sợi dây nữa khoảng là 3.5 lượng luôn, là 2 dây là chiều dài ngang nhau nha. Em có một dây ngắn, 2 dây dài ngang nhau nha mấy chị nha. Đây là dây ha. Rồi tiếp tục bây giờ em giới thiệu là cái lắc này là full luôn nha mấy chị. Cái khóa gài này là cũng full luôn,
cũng full tấm luôn ha, dài rất là an toàn và chắc lắm ha mấy chị ơi. Để cái đường ở trong là lập kim tiền luôn á, đây là khoen lập luôn ha, lắc khoen lập full tấm luôn. Thì là cái lắc này là trọng lượng có khoảng là một lượng trở lại, hiện tại cái này là 8,5 kg nha mấy chị. Cái lắc này là 8,5 kg, lắc em đang đeo là 8,5 kg nha. À xí xí, em còn sót có một cái sợi dây nữa nè. Nè dây nè, cái quá nè anh chị, cái quá là quá kim tiền. Kim tiền là mang đến sự giàu sang phú quý nha. Đó, thịnh vượng ha. Đây em sót một cái sợi dây này, sợi dây này là trọng lượng nó nhẹ nha. Sợi dây này là chỉ có là một lượng 7 nha. Dây này là 1 lượng 7 nha mấy anh mấy chị. Cái dây nhỏ này là 1 lượng 7 nha mấy anh mấy chị nha. Đó, rất là đẹp luôn ha. Cái lượng 7 dài là 4 tấc nha. 4 tấc 4 tấc 2 nha mấy anh mấy chị. Cái dây trong cùng này là 1 lượng 7 nha. Nhớ giùm em nha, cái dây này là 1 lượng 7 này, đẹp lắm. Rồi quý khách chụp lại màn hình giúp em nha. Đây là cái tẩy này là cái tẩy dây ha. Thì là đi theo dây thì là em có lắc nữa nha. Như cái lắc em đang đeo bên này là đi đôi với cái dây em đang đeo trên cổ nha. Đó, và cái dây trong cùng thì là cái lắc này là tầm có khoảng là 1 lượng 2. Đây ni tay thì là em bao ni luôn ha. Ni tay hiện tại bây giờ là em đang đeo là 5, em đeo của em á thì đeo 50 nhưng mà em đang đeo là 52 và 54, 56 là đều đeo vừa luôn. Thì nó hơi rộng rộng chút. Có những anh chị thích đeo rộng rộng giống vậy, có những anh chị là thích đeo xít thì có thể là em làm ni được nha mấy chị nha. Đó. Rồi tiếp theo là lắc khoen lập đi cùng bộ luôn nha mấy chị. Đây là lắc khoen lập full tấm luôn. Đây là cái công nghệ cao nha, công nghệ của cao cấp, hàng này hàng cao cấp nha. Trọng lượng vàng là cỡ khoảng là 1 lượng 1, 1 lượng 2 là một cái tấm lắc như thế này. Em về rất là nhiều lắc luôn nha mấy chị. Đó. Đây là 1 lượng 1, 1 lượng 2, bán mạnh lắm. Về cái nào bán sạch cái đó, về cái nào bán sạch cái đó. Em còn nợ cái này là lô hàng này để em trả nợ cho khách nè. Quý khách chuyển khoản cho em á, rồi là đặt hàng đó, đặt là khi nào có là em gọi. Đây là lô hàng này là em lô hàng trả nợ nha, trả nợ cho em ăn mấy chị nè. Anh chị nào mà hả xem cái video này mà thấy em đặt hộp này nè, em giới thiệu này nè, thì là có sản phẩm nào của mình thì chạy ra tiệm lấy giúp em nha. Đây em về được là 4-5 cái luôn, lắc một kiểu mà em về là 4-5 cái lận ha mấy chị. Đó, rất là đẹp luôn nha. Rồi có rất là nhiều sản phẩm ưng ý luôn cho mấy anh mấy chị luôn ha. Đây chụp lại màn hình giúp em nha. Đây. Đó, mấy anh mấy chị chụp lại màn hình giúp em nha. Em chưa giới thiệu cái chiếc nhẫn nữa. Chiếc nhẫn em đang đeo trên tay nữa. Đây là đai kim tiền nè. Em có nhiều màu luôn, có đủ màu luôn ha. Tất cả các màu luôn, anh chị nào thích là chụp lại màn hình giúp em. Trọng lượng vàng của nó là tầm có khoảng là 2,1, 2,2, đây full tấm luôn. Đã kim tiền thì mang đến sự giàu sang phú quý thịnh vượng nha, đeo phong thủy ha. Còn cái nhẫn này nhẫn trà, mà trà này là trà của Pháp nha mấy anh mấy chị. Ở đeo ngón giữa cũng đẹp, hoặc là đeo cái ngón áp út cũng đẹp lắm nè. Nè đeo ngón áp út cũng cưng lắm mấy anh chị. Cưng lắm, áp út đeo cũng cưng lắm. Hoặc là đeo với cái ngón trỏ này cũng đẹp lắm nè, đeo rất là phong cách luôn. Đó. Đây. Rồi đây, mấy anh mấy chị chụp lại màn hình giúp em nha. Cái nhẫn này là tầm cỡ khoảng là 2 chỉ nha. Nhẫn này là tầm 2 chỉ. Đây, lắc đây. Rồi, để em để cái khung hình cho nó đẹp một chút xíu rồi mấy anh mấy chị chụp lại màn hình giúp em nha. Tấm lắc này nó muốn lên hình lâu nè, rớt nè, rồi khoen lạc xoắn xoắn nè, để cho em lên hình cho nó lâu một chút xíu nè. Rồi, mấy anh mấy chị chụp lại màn hình giúp em. Em cảm ơn mấy anh mấy chị rất là nhiều nha. Rồi em xin hẹn gặp lại anh mấy chị cái video sau giúp em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại. Em tắt nha.